Chào anh chị, tối ngày hôm nay thì Bảo sẽ giới thiệu một chương trình khá là ngon, cực kỳ bổ rẻ về mức giá đến từ hãng Hukan nha. Đó, tối ngày hôm nay thì như tiêu đề là anh chị cô chú mình cũng thấy, mua một máy sẽ tặng kèm một máy anh chị ơi, quá sướng luôn. Tối ngày hôm nay Bảo sẽ giới thiệu là hai mẫu nha. Đó, sản phẩm đầu tiên á là thân thổi bụi pin đến từ hãng Hukan mà motor lớn anh chị ơi. Mẫu này á là motor brushless không chổi thang, mà so với những hãng khác thì Bảo thấy nó rẻ quá trời luôn. Đó, được đi kèm thùng như này, mà anh chị thấy thùng lớn chà bá lửa như này, mà thân không thì mức giá anh chị thấy hết hồn luôn. Có thân không có 670.000 mà anh chị mình nó được tặng luôn cái đèn này, đèn tròn như này nhá, trị giá 175.000, có thể dùng để sạc cho điện thoại này, laptop hoặc là iPad vân vân nha. Đó là chưa pin nha, thân không, chưa pin sạc, xài pin phổ thông. Và nếu anh chị nào á mà mua pin đời mới anh chị ơi, logo dập nổi trên pin như này là 1.200.000 sẽ kèm sạc đi theo nha. Và đương nhiên mua một bộ một pin một sạc thì cũng được tặng một cái đèn Hukan dùng để sạc điện thoại luôn. Và anh chị mua thân cũng có thùng lớn như này. Đó, và mua nguyên bộ cũng có thùng như này, giá quá tốt. Trong khi đó là anh chị mình đã được một thân máy thổi brushless không chổi thang anh chị nha. Nên là cho công suất khá là cao. Mẫu Hukan mẫu mới này á thì Bảo thấy logo dập nổi ở trên thân máy nè, cũng như là ở ống luôn. Rồi, bên trên á, máy này hay lắm, có chỉnh tốc từ cấp số 1 đến là cấp số 6 anh chị nha. Pin phổ thông. Đó, Bảo thổi vật dụng cho anh chị mình xem nha. Cục này á, là thổi cùng đi anh chị nha. Nhẹ nhàng lắm. Đó, Bảo lấy ra đây, tăng cấp số lên anh chị mình nhìn này. Đó, nhẹ nhàng. Đó, ngay cả bình bọt tuyết lớn như thế này mà máy thổi đi thì nó quá bình thường luôn. Ngoài ra, nếu mà anh chị cô chú nào có xe hơi thì mình có thể là đổi đầu này qua đây đó, để mình hút bụi ở ngóc ngách xe hơi đều được nha anh chị nha. Đó, hút thì nói chung là bụi xe hơi á thì Bảo thấy là hút khá là ok, còn bụi quá to thì máy sẽ không đáp ứng được nha. Đó, điều tốc quá khỏe. Mua một thân 670.000 cùng tặng một bóng kèm sạc điện thoại, và mua một bộ 1.200.000 cũng tặng kèm sạc điện thoại như này, cũng như là đèn led, một bộ là một pin một sạc nha. Rồi tiếp tục là mẫu máy rửa xe 3.000W Hukan, Bảo bán nhiều lắm. Đó, mà máy là HK CWM 3000, tức là 3.000W nha. Đó, Hukan máy rửa xe đợt này á là anh chị thấy á, chất lượng này, mẫu mà ra khá là đẹp, công tắc là xịn nha anh chị nha. Rồi thương hiệu là USA ở đây, nhà máy lắp đặt thì Bảo cũng nói rồi, đó là ở China, Trung Quốc anh chị nha. Đó, thương hiệu Mỹ là anh chị yên tâm rồi. Rồi bên trên sẽ có là chỉnh áp tăng giảm nha, có đồng hồ báo áp, phít tông, sản phẩm này lớn lắm. Đó, mức giá 1.890.000 mà tặng kèm theo một quả đèn pin như này, kèm cổng sạc nha. Anh chị nào có pin dự phòng á thì mình cắm vào bên trong là xài. Rồi mẫu rửa xe như này á là anh chị mua thì sẽ có một sợi dây chất lượng cao nha, chống gãy đến từ Hukan, dài 15 mét, kèm theo một bộ nối nhanh anh chị nha, một cái nối nhanh đầu ra, một cái nối nhanh đầu vào bằng đồng, và một cây nối dài anh chị nha, dài lên đến là 30 phân. Rồi dây đầu vào á có chống gãy luôn, và đương nhiên sẽ có lọc rác này, bình bọt tuyết đi kèm. Rồi mẫu này á công suất cao mà Bảo thấy nó hút nước cũng khá là nhanh nha, 12 lít trên 1 phút anh chị nha. Rồi đối với hai sản phẩm Hukan tối ngày hôm nay thì Bảo thấy chương trình khá là ngon, hãng đưa ra thì anh chị cô chú nào cần thân thổi bụi pin nè, đó, hoặc là mua thân không, nhà có pin thì mình mua. Rồi Bảo báo giá lại nhá. Rồi thân không, chưa pin sạc, motor brushless anh chị nha, chứ motor chổi thang nó rẻ lắm. Đó, giá cả cạnh tranh cực kỳ. Thân không 670.000, có chỉnh tốc 6 số.
nguyên bộ một pin này, mẫu mới, logo dập nổi 3.2A, một sạc đế thu can 1.200.000, cũng được tặng theo một đèn này, kèm cổng sạc là hai cổng anh chị nha. Và cuối cùng là máy rửa xe Hukan chất lượng tốt này, mẫu mà đẹp, dây chống gãy cao cấp 15m mà giá thành nó chỉ có 1.890.000, cạnh tranh với nhiều thương hiệu lớn bảo bán lắm nha, mà giá thành thì tốt hơn nhiều, công suất lại cao 3.000W, giá thành có 1.890.000, cũng tặng kèm là một đèn này, kèm hai cổng sạc như này. Rồi tối ngày hôm nay anh chị nào mà thích thương hiệu Hukan đang có chương trình mua một máy tặng một máy thì có thể là qua cửa hàng bảo xem nha. Đó test ưng ý cực kỳ, từ máy rửa xe đến là thân thổi bụi brushless như này, motor lớn anh chị nha, thổi khá là khỏe. Rồi bảo xin kết thúc video cũng như là review chương trình mới hãng Hukan tặng quà tối ngày hôm nay tại đây.